Shop hàng nhà đồ điện chào các bác, hôm nay ngày 12 tháng 2 năm 2020. Em vừa về một cái chiếc máy trong cái lô ngày hôm qua, cái con này model rất là cao các bác nhé. Con này thuộc cái dòng mà hai cánh mở xuống dưới để dành cho các nhà các bác nào mà khi đặt lên trên bệ bếp, cái giới hạn cái chiều cao dễ từ cái mặt bếp, mặt bàn bếp lên đến đáy của bếp thì nó vào khoảng 60 phân là các bác để vừa cái máy này. Nhưng mà không thể mua được các cái dòng TR các bác nhé. Đây chính là cái model mà rất là nhiều bác có nhu cầu hỏi mua nhưng mà đời cao nhưng mà cũng rất ít khi có. Con này là dòng model đời rất là mới. Bên trong ruột nhìn gần như mới tinh thôi nhé. Bên trong ruột rất là đẹp luôn. Cực đẹp. Chưa có cái vấn đề gì cả. Con này là model NPTME9 các bác nhé. Đời rất là cao. Model rất là cao nhé. Đấy. Model cực cao luôn. Con này thì nó sản xuất năm 2013 thuộc cái dòng model cao nhất của cái dòng TME các bác nhé. Đấy. Về cơ bản thì tất cả các dòng này thì nó cũng cấu tạo như các cái dòng khác thôi, TM thường hay TM thì nó cũng thế thôi. Còn là hình thức thì từ bên ngoài đến bên trong thì còn khá là đẹp, mặt mũi sáng sủa trắng trẻo, nói chung là cũng tương đối đẹp thôi nhé. Có một hai cái vết nhỏ là không đáng kể so với các cái dòng máy rửa bát sản xuất năm 2013 này. Đấy. Chưa có bác đặt hàng nhưng mà giờ cũng chẳng nhớ bác ấy Facebook, Zalo gì để mà nhắn, tôi cứ đăng lên, bác nào cũng nhu cầu thì các bác lấy. Con này dòng TME9 này em bán là 8 triệu thôi nhé, đời rất là cao đấy. Cao nhất của các cái dòng TME này đến TME9 là hết rồi, không sản xuất nữa. Đời cực cao luôn, máy chạy không phải suy nghĩ gì, bên trong ruột và vỏ cực mới. Đây đang test chạy rửa rất ok con này. Các bạn nhu cầu thì liên hệ em nhé, cảm ơn các bác.